uống 4, 6 tách cà phê hoặc trà có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ. Nghiên cứu tương ứng đã được các nhà nghiên cứu từ Đại học Yale ở Mỹ và Đại học Y Thiên Tân ở Trung Quốc công bố trên tạp chí PLOS Medicine. Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn tật lâu dài nghiêm trọng và tử vong trên toàn thế giới, gây ra khoảng 10% số ca tử vong trên toàn cầu. Trong khi đó, sa sút trí tuệ là một thuật ngữ chung để chỉ các tình trạng khác nhau liên quan đến suy giảm nhận thức, cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn tật và là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 7 trên toàn thế giới. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã tìm cách xem liệu việc tiêu thụ cà phê và trà có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc cả đột quỵ và sa sút trí tuệ hay không. Để làm như vậy, họ đã phân tích dữ liệu từ 365.682 người từ 50 đến 74 tuổi từ ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh được tuyển dụng trong năm 2006, năm 2010 và theo dõi cho đến năm 2020. Những người tham gia ghi lại họ uống bao nhiêu cà phê và trà mỗi ngày khi bắt đầu nghiên cứu. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã theo dõi kết quả sức khỏe của họ trong những năm qua để xem ai đã mắc chứng sa sút trí tuệ hoặc đột quỵ. Ở thời gian theo dõi trung bình 11,4 năm, họ phát hiện ra rằng 5.079 người tham gia đã phát triển chứng sa sút trí tuệ và 10.053 người bị đột quỵ. Họ cũng phát hiện ra rằng những người uống 2, 3 tách cà phê hoặc 3, 5 tách trà mỗi ngày, hoặc kết hợp 4, 6 tách cà phê và trà ít có nguy cơ bị đột quỵ hoặc sa sút trí tuệ nhất. Họ cũng phát hiện ra rằng những người uống 2, 3 tách cà phê hoặc trà mỗi ngày ít có nguy cơ bị đột quỵ hơn 32% và nguy cơ bị sa sút trí tuệ thấp hơn 28% so với những người không uống đồ uống. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng có một số hạn chế trong nghiên cứu của họ. Vì việc tiêu thụ cà phê và trà đã được tự báo cáo khi bắt đầu nghiên cứu, nó có thể không phản ánh cách tiêu dùng sau này. Họ cũng nói rằng trong khi họ tính đến các yếu tố bao gồm giới tính, tuổi tác, dân tộc, thu nhập và mức tiêu thụ rượu, có thể họ đã bỏ sót một số yếu tố gây nhiễu quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả của họ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng phát hiện của họ cho thấy uống cà phê hoặc trà vừa phải có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!